thanh tịnh vô lượng tiền hiệu của Bồ Tát, minh bạch thông lợi vô lượng các căn của Bồ Tát, thành tựu vô lượng dục lạc của Bồ Tát, thông đạt vô lượng hạnh môn của Bồ Tát, tăng trưởng vô lượng nguyện lực của Bồ Tát, kiến lập tràng vô năng thắng của Bồ Tát, khởi Bồ Tát trí, chiếu Bồ Tát pháp. Lúc đó thiện tài đồng tử ở chỗ Trường Già Bảo Kế nghe một giải thoát Bồ Tát vô lượng phước đức bảo tạng đó rồi, liền thâm nhập vô lượng tri kiến của tất cả chư Phật, an trụ vô lượng thắng hạnh của Bồ Tát, thấu đạt vô lượng phương tiện của Bồ Tát, hy cầu vô lượng pháp môn của Bồ Tát, thanh tịnh vô lượng tin hiểu của Bồ Tát, minh bạch thông lợi vô lượng các căn của Bồ Tát, thành tựu vô lượng dục lạc của Bồ Tát, tức là cứu hộ chúng sinh, đó là dục lạc lớn nhất của Bồ Tát, thông đạt vô lượng hạnh môn của Bồ Tát, tăng trưởng vô lượng nguyện lực của Bồ Tát, kiến lập tràng báo vô năng thắng của Bồ Tát, Bồ Tát hạnh cao giống như tràng, phát khởi Bồ Tát trí huệ, chiếu rõ pháp môn của Bồ Tát. Thiện tài đồng tử đi từ từ đến nước Đằng Căn, bèn đi tìm hỏi thành Phổ Môn, đi trải qua nhiều gian lao, nhưng không màng sự cực nhọc, chỉ nhớ lời dạy của thiện tri thức. Nguyện thường gần gũi hầu hạ cúng dường, sách tấn các căn, lìa các phóng dật. Thiện tài đồng tử đi từ từ, đi về hướng Nam đến nước Đằng Căn, bèn đi tìm hỏi thành Phổ Môn, tuy ngài trải qua nhiều gian lao khốn khổ, nhưng không màng đến sự cực nhọc, chỉ một lòng nhớ đến lời dạy của thiện tri thức, nguyện luôn luôn được gần gũi hầu hạ cúng dường thiện tri thức. Thiện tài đồng tử lúc nào cũng sách tấn sáu căn của mình, mắt chẳng nhìn những thứ không nên nhìn, tai chẳng nghe tiếng xấu, lưỡi chẳng nếm vị ngon, chẳng bị cảnh giới sáu trần lay chuyển. Xa lìa các phóng dật, bất cứ cảnh giới gì đến đều không bị cảnh giới lay chuyển mà chuyển được cảnh giới. Đây là phó thác thứ sáu, hạnh thiện hiện. Nước tên là Đằng Căn vì Đằng Căn thâm nhập vào đất, trên phát mầm hoa biểu thị hạnh thiện hiện, bát nhã trí sâu, hay sinh hậu đắc tùy vật mà chuyển, nên lấy loại nơi đằng. Thánh tên là Phổ Môn biểu thị thật tướng bát nhã, thầy đều thông đạt, trường giả tên là Phổ Nhãn biểu thị quán chiếu bát nhã, chẳng gì mà chẳng thấy. Sau đó mới thấy được thành Phổ Môn có trăm ngàn thôn xóm, vòng khắp chung quanh. Tường thành rất cao, đường xá rộng rãi, bằng phẳng. Thiện tài thấy vị trưởng giả đó đang ở chỗ của ông ta, bèn đến trước đảnh lễ, đứng chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Sau đó thiện tài đồng tử mới thấy được thành Phổ Môn, có trăm ngàn thôn xóm vòng khắp chung quanh. Đây là biểu thị quyến thuộc bát nhã. Bát nhã có ba thứ: một, thật tướng bát nhã, tức là chứng lý; hai, quán chiếu bát nhã, tức là chứng trí; ba, văn tự bát nhã, tức giải nói về lý. Tường thành phòng thủ thiết bị rất là nghiêm mật, rất cao. Tường thành rất cao biểu thị dùng bát nhã phòng phi, cao mà vô thượng. Lại nhìn thấy đường xá thành Phổ Môn rất rộng rãi, bằng phẳng. Đường xá rộng rãi bằng phẳng biểu thị bát nhã chư Phật thường hành. Thiện tài đồng tử nhìn thấy vị trưởng giả đó, bèn đi đến chỗ của ông ta ở, đến trước ông ta cung kính đảnh lễ, sau đó chắp tay mà đứng bạch rằng: Đức Thánh, còn trước đã phát tâm an nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Mỗi chữ, mỗi câu, mỗi đoạn trong kinh Hoa Nghiêm đều bao hàm đạo lý thâm áo, ý nghĩa vô cùng vô tận, là đại bảo tàng lấy chẳng hết, dùng chẳng cạn, chẳng phải lời lẽ văn tự giải thích biểu đạt được, cho nên nghiên cứu Phật pháp phải vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Trường giả bảo rằng: lành thay thiện nam tử, ngươi đã có thể phát tâm an nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, ta biết các bệnh của tất cả chúng sinh, đó là phong hoàng đàm nóng, quỷ mị cổ độc, cho đến bị nước lửa làm thương hại, sinh ra tất cả các bệnh như vậy, ta đều có thể dùng phương tiện cứu chữa khỏi. Trưởng giả Phổ Nhãn bảo thiện tài đồng tử rằng: lành thay thiện nam tử, người đã có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thật là khó được. Thiện nam tử, ta biết các bệnh tật của tất cả chúng sinh, ví như bệnh phong thấp, bệnh hoàng đàn, bệnh đàm, bệnh phát nhiệt, bệnh quỷ mị dựa nhập, hoặc bệnh cổ độc chú thuật, cho đến các chứng bệnh bị nước lửa làm thương hại, sinh ra tất cả các bệnh như vậy, ta đều có thể dùng phương tiện cứu chữa khỏi. Thiện nam tử, những chúng sinh trong mười phương có bệnh đều đến chỗ ta, ta đều chữa trị, khiến cho họ được khỏi, lại dùng thuốc thơm tắm rửa thân thể của họ, lại ban cho họ hương hoa anh lạc, y phục tốt đẹp,
đủ thứ trang nghiêm, bố thí các thức ăn uống và tiền tài châu báu đều khiến cho họ đầy đủ, không ai thiếu thốn. Sau đó đều vì căn cơ của họ mà thuyết pháp, kẻ tham dục nhiều thì dạy họ quán bất tịnh, kẻ sân hận nhiều thì dạy họ quán từ bi, kẻ ngu si nhiều thì dạy họ phân biệt đủ thứ pháp tướng, kẻ tham sân si bằng nhau thì vì họ hiển bày pháp môn thủ thắng. Thiện nam tử, những chúng sinh trong mười phương có đủ thứ bệnh, họ đều đến chỗ ta thì ta đều chữa trị cho họ, khiến cho họ được khỏi bệnh. Ta lại dùng thuốc thơm tắm rửa thân thể của họ, lại ban cho họ đủ thứ hương hoa anh lạc, y phục tốt đẹp để trang nghiêm thân họ, lại bố thí cho họ các thức ăn uống và tiền tài châu báu, đều khiến cho họ đầy đủ, không ai thiếu thốn điều gì. Sau đó ta đều vì căn cơ của họ mà thuyết pháp cho họ nghe. Đây là trước trừ thân bệnh, sau trừ tâm bệnh. Chúng sinh nào tham dục nhiều thì ta dạy họ quán chín lỗ chảy ra thứ bất tịnh. Do đó, quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đây là bốn niệm xứ. Thân thể của chúng ta là vật chẳng sạch sẽ, có người nói, nhưng tôi nhìn thấy người đó rất đẹp đẽ. Nếu bạn mổ bên trong người đó ra thì đều là hôi thối, không thể tưởng tượng được. Chẳng những máu hôi mà thịt cũng thối, máu thịt trong bụng càng hôi thối. Nói chung, thân thể của chúng ta là một túi da hôi thối, thường tiết ra những thứ bất tịnh như mắt thì có ghèn, mũi thì có nước mũi, miệng thì có nước dãi, đàm, lỗ tai thì có cứt ráy và đại tiện, tiểu tiện. Nếu vài ngày chúng ta không tắm rửa, không súc miệng, rửa mặt thì hôi hám lắm, tỏa ra mùi hôi thối rất khó chịu. Bất quá người ta không chịu nói ra chỗ xấu mà thôi. Nếu ai có nói ra thì họ cũng chẳng thích, cho nên phải giữ kín, không để họ biết. Thậm chí họ còn thoa dầu thơm lên để gạt người khác. Đó đều là điên đảo, đều là tham dục. Tham dục thì làm ra đủ thứ hành vi giả dối. Cho nên vì chúng sinh nhiều tham thì dạy họ quán bất tịnh, nói, bạn có gì đáng ưa thích, đây chẳng qua là một túi da hôi thối mà thôi. Một túi da hôi thối thì có gì mà đáng ưa thích, tại sao phải vì nó mà điên đảo? Tại sao phải sợ túi da hôi thối này lạnh, nóng, đói khát? Tại sao cứ coi nó là vật bảo bối? Đây là phương pháp hay để đối trị nhiều tham dục. Trường giả Phổ Nhãn đối với chúng sinh nhiều sân hận thì dạy họ quán từ bi. Đối đãi với mọi người phải có lòng từ bi, do đó từ hay ban vui, bi hay cứu khổ. Thấy người ta thống khổ như chính mình thống khổ, cho nên người nóng giận nhiều, phải dưỡng thành mình có lòng từ bi. Đối với chúng sinh nhiều ngu si thì dạy họ tu quán nhân duyên, phân biệt đủ thứ nhân duyên pháp tướng. Vì chúng sinh nhiều ngu si không thể minh bạch rõ ràng sự việc tiền nhân hậu quả, họ thường ôm lòng nghi nên đối với sự việc nhìn không rõ ràng. Đối với chúng sinh tham sân si đầy đủ bằng nhau thì vì họ hiền bày pháp môn thủ thắng, vì muốn khiến cho họ phát bồ đề tâm mà khen ngợi công đức của tất cả chư Phật, vì muốn khiến cho họ khởi tâm đại bi mà hiền bày vô lượng khổ não sinh tử, vì muốn khiến cho họ tăng trưởng công đức mà khen ngợi tu tập vô lượng phước trí, vì muốn khiến cho họ phát đại thệ nguyện mà khen ngợi điều phục tất cả chúng sinh, vì muốn khiến cho họ tu hạnh phổ hiền mà nói các Bồ Tát nơi tất cả cõi, tất cả kiếp trụ, tu các lưới hạnh. Trường giả Phổ Nhãn nói, tại vì muốn khiến cho chúng sinh phát Bồ Đề Tâm, mà tán thán khen ngợi công đức của tất cả chư Phật, ta vì muốn khiến cho chúng sinh khởi tâm đại bi, mà hiển bày vô lượng khổ não sinh tử luân hồi, cho nên sinh tử của con người cũng vì chúng ta mà nói pháp. Con người không thể sống trường cửu trên thế gian, khi quỷ vô thường đến thì phải chết. Bởi vậy ta vì chúng sinh mà hiển bày sinh tử vô thường, khiến cho họ tinh tấn tu hành. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh tăng trưởng công đức mà tán thán khen ngợi, tu tập vô lượng phước báo và trí huệ. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh phát đại thệ nguyện mà tán thán khen ngợi điều phục tất cả chúng sinh. Điều phục chúng sinh như thế nào? Tức là phải phát đại hoằng thệ nguyện. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh tu hạnh Bồ Tát Phổ Hiền mà nói các Bồ Tát nơi tất cả cõi Phật, trong tất cả kiếp trụ, tu tất cả các hạnh giống như tấm lưới. Chúng ta ở trên thế gian này, nhân duyên người với người đều do nghiệp xưa kia giao kết mà thành. Lưới kết thành kiên cố giống như đất, bạn muốn thoát khỏi nó cũng thoát khỏi không được, nó dính lại với nhau. Năm pháp môn ở trên là trường giả Phổ Nhãn muốn khiến cho chúng sinh phát đại tâm hạnh nguyện của Bồ Tát. Vì muốn khiến cho họ đủ tướng tốt của Phật mà khen ngợi tán thán bố thí ba la mật, vì muốn khiến cho họ đắc được thân thanh tịnh của Phật, đều có thể đến khắp mọi nơi mà tán thán khen ngợi trì giới ba la mật. Vì muốn khiến cho họ đắc được thân thanh tịnh của Phật không thể nghĩ bàn mà tán thán khen ngợi nhẫn nhục ba la mật. Vì muốn khiến cho họ đắc được thân vô năng thắng của Như Lai mà tán thán khen ngợi tinh tấn ba la mật.
vì muốn khiến cho họ đắc được thân thanh tịnh không ai bằng mà tán thán khen ngợi thiền ba la mật, vì muốn khiến cho họ hiển hiện pháp thân thanh tịnh của Như Lai mà tán thán khen ngợi bát nhã ba la mật, vì muốn khiến cho họ hiện sắc thân thanh tịnh của Phật Thế Tôn mà tán thán khen ngợi phương tiện ba la mật, vì muốn khiến cho họ vì các chúng sinh trụ tất cả kiếp mà tán thán khen ngợi nguyện ba la mật, vì muốn khiến cho họ hiện thân thanh tịnh đều qua đến tất cả cõi nước chư Phật mà tán thán khen ngợi lực ba la mật, vì muốn khiến cho họ hiện thân thanh tịnh tùy tâm chúng sinh đều khiến cho hoan hỷ mà tán thán khen ngợi trí ba la mật, vì muốn khiến cho họ đắc được thân tịnh diệu rốt ráo mà tán thán khen ngợi vĩnh viễn để khỏi tất cả các pháp bất thiện. Bố thí như vậy rồi đều khiến cho họ trở về. Dưới đây là trưởng giả Phổ Nhãn hiểu rõ nhân của 10 độ mà cảm quả của 10 thân, tức cũng là 10 bồ đề nguyện đồng với 10 thân Như Lai. Trưởng giả Phổ Nhãn nói, ta vì muốn khiến cho chúng sinh đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật mà khen ngợi tán thán bố thí ba la mật. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh đắc được pháp thân thanh tịnh của Phật đều có thể đến khắp tất cả mọi nơi mà tán thán khen ngợi trì giới ba la mật. Đây là pháp giới khắp ngừng ác nên tịnh thân đến khắp. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh đắc được pháp thân thanh tịnh của Phật không thể nghĩ bàn mà tán thán khen ngợi nhẫn nhục ba la mật. Đây là nhẫn sự nhẫn lý nên không nghĩ bàn. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh đắc được pháp thân vô năng thắng của Như Lai mà tán thán khen ngợi tinh tấn ba la mật. Đây là tấn sách vạn hạnh nên vô năng thắng. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh đắc được pháp thân thanh tịnh không ai bằng mà tán thán khen ngợi thiền na ba la mật. Đây là thiền duy nhất tâm nên không ai bằng. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh hiển hiện pháp thân thanh tịnh của Như Lai mà tán thán khen ngợi bát nhã ba la mật, đây là bát nhã chiếu lý nên hiển pháp thân. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh thể hiện sắc thân thanh tịnh của Phật Thế Tôn mà tán thán khen ngợi phương tiện ba la mật, đây là phương tiện hiển dụng nên sắc thân có thể thấy. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh vì các chúng sinh trụ tất cả kiếp mà tán thán khen ngợi nguyện ba la mật, đây là biểu thị nguyện cùng thuở vị lai trụ kiếp vô cùng. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh thị hiện thân thanh tịnh đều qua đến tất cả cõi nước chư Phật mà tán thán khen ngợi lực ba la mật, đây là biểu thị lực không thể lay đều qua tất cả. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh thị hiện thân thanh tịnh tùy thuận tâm chúng sinh đều khiến cho họ hoan hỷ mà tán thán khen ngợi trí ba la mật, đây là biểu thị trí cùng sự pháp nên tùy vật thành thân. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh đắc được thân tịnh diệu rốt ráo mà tán thán khen ngợi vĩnh viễn để khỏi tất cả các pháp bất thiện. Đây là chỉ tổng lìa các pháp nên rốt ráo tịnh diệu. Ta bố thí như vậy rồi sau đó đều khiến cho họ trở về. Nhân của 10 độ cảm thành quả của 10 thân, tức là 1. Thí độ tướng tốt trang nghiêm thân, 2. Trì giới đắc được ý sinh thân, 3. Nhẫn nhục đắc được oai thế thân, 4. Tinh tấn thành tựu bồ đề thân, 5. Thiền định đắc được phước đức vô đẳng thân, 6. Bát nhã đắc được hiền pháp thân, 7. Phương tiện thành tựu hóa thân, 8. Nguyện thành tựu nguyện thân, 9. Lực thành tựu lực trí thân, 10. Trí thành tựu trí thân. Thiện nam tử, ta lại khéo biết phương pháp hòa hợp tất cả các thứ hương, đó là hương không gì bằng, hương tân đầu ba la, hương vô thắng, hương giác ngộ, hương alo na bạt đề, hương kiên hắc trên đàn, hương ô lạc ca trên đàn, hương trầm thủy, hương trọng động các căn. Các thứ hương như vậy ta đều biết cách điều lý hòa hợp. Thiện nam tử, ta lại khéo biết cách hòa hợp tất cả các thứ hương, đó là hương không gì bằng hương tân đầu ba la. Tân đầu là chỉ sông Tín Độ, ba la là bờ, tức là hương bờ sông kia, hương vô thắng, hương giác ngộ, hương a lô na bạt đề màu cực đỏ, hương kiên hắc trên đàn, hương ô lạc ca trên đàn. Ô lạc ca là một thứ tên rắn của Tây Vực, loài rắn này rất độc, do đốt hương trên đàn này mà gọi tên. Hương trầm thủy, hương chẳng động các căn, các thứ hương như vậy ta đều biết cách điều lý hòa hợp. Hòa hợp biểu thị giới định huệ đều viên dung vô ngại. Lại nữa thiện nam tử, ta cầm hương này dùng để cúng dường, thấy khắp chư Phật sở nguyện đều viên mãn. Đó là nguyện cứu hộ tất cả chúng sinh, nguyện nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, nguyện cúng dường tất cả Như Lai. Lại nữa thiện nam tử, ta cầm hương này dùng để cúng dường chư Phật Bồ Tát và thiện tri thức. Tôi thấy khắp chư Phật phát nguyện đều thành tựu viên mãn, đó là quá khứ chư Phật phát nguyện cứu hộ hết thảy tất cả chúng sinh, tận hư không khắp pháp giới, nguyện muốn trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật,
lại phát nguyện muốn cúng dường tất cả Như Lai. Lại nữa, thiện nam tử, khi ta đốt hương này thì trong mỗi hương lại tỏa ra vô lượng hương đến khắp mười phương tất cả pháp giới, tất cả đạo tràng chúng hội của chư Phật, hoặc hóa làm hương cung, hoặc làm hương điện, hoặc làm hương lan can, hương tường rào, hương hào thành, hương cửa nẻo, hương lầu cát, hương bán nguyệt, hương lọng, hương tràng, hương phan, hương trướng, hương la võng, hương hình tượng, hương đồ trang nghiêm, hương quang minh, hương mây mưa, để khắp các cõi dùng để trang nghiêm. Lại nữa, thiện nam tử, khi ta đốt hương này lên, thì trong mỗi hương lại tỏa ra vô lượng hương đến khắp mười phương tất cả pháp giới, tất cả đạo tràng chúng hội của chư Phật, hoặc hóa làm hương cung, hoặc làm hương điện báu, hoặc làm hương lan can. Trong kinh A Di Đà có nói bảy tầng lan can, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây, lại có hương tường rào, hương lầu các, hào thành, hương cửa nẻo, hương lầu các, hương bán nguyệt. Đây là chỉ đỉnh cung điện hình bán nguyệt, hương lọng, hương tràng, hương phan, hương trướng, hương la võng, hương hình tượng, hương đồ trang nghiêm, hương quang minh, hương mây mưa, đủ thứ các hương như vậy đầy khắp tận hư không các pháp giới, tất cả đạo tràng của chư Phật dùng để trang nghiêm. Trường giả phổ nhãn có thể chữa bệnh là dưới độ chúng sinh, có thể hợp với hương là trên cúng dường chư Phật. Thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn khiến tất cả chúng sinh khắp thấy chư Phật hoan hỷ này, như các đại Bồ Tát, như đại Dược Vương, hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc nghĩ nhớ, hoặc cùng ở, hoặc tùy hạnh mà đến, hoặc khen danh hiệu đều đắc được lợi ích, không đúng qua. Nếu có chúng sinh tạm thời gặp được, tất sẽ khiến cho tiêu diệt tất cả phiền não, nhập vào Phật Pháp, lìa các khổ uẩn, vĩnh viễn tiêu diệt tất cả sợ hãi sinh tử, đến nơi nhất thiết trí không sợ hãi, phá tan tất cả núi lớn già chết, an trụ vui bình đẳng tịch diệt, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn khiến tất cả chúng sinh khắp thấy chư Phật hoan hỷ này, như tất cả các đại Bồ Tát, như đại Dược Vương. Nếu có chúng sinh thấy được Ngài, hoặc nghe được danh hiệu Ngài, hoặc nghĩ nhớ, hoặc cùng ở với Ngài, hoặc tùy hạnh mà đến, hoặc khen danh hiệu của Ngài, nếu đắc được lợi ích không luống qua, đều đắc được lợi ích không luống qua. Nếu có chúng sinh tạm thời gặp được Ngài, tất sẽ khiến cho họ tiêu diệt tất cả phiền não, thâm nhập Phật Pháp, xa lìa các khổ uẩn, vĩnh viễn tiêu diệt tất cả sợ hãi sinh tử luân hồi, đến được nơi nhất thiết trí không sợ hãi, phá tan tất cả núi lớn giả chết, an trụ vui bình đẳng tịch diệt, tức là thường lạc ngã tịnh, niết bàn bốn đức, mà ta làm sao biết được, làm sao nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một thành lớn tên là Đa La Tràng. Trong thành đó có ông vua tên là Vô Yểm Túc. Người hãy đi đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một thành lớn tên là Đa La Tràng. Trong thành đó có ông vua tên là Vô Yểm Túc. Người hãy đi đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử, đảnh lễ trưởng giả Phổ Nhãn, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ vị trưởng giả Phổ Nhãn, đi nhiễu bên phải vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng từ tạ mà đi về hướng nam tìm kiếm một vị thiện tri thức khác. Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 17. Vua Vô Yểm Túc phó thác thứ 7 hạnh vô ký. Bấy giờ thiện tài đồng tử nghĩ nhớ suy ngẫm lời dạy của thiện tri thức, nghĩ rằng thiện tri thức nhiếp thọ tôi, bảo hộ tôi, khiến cho tôi không còn thối chuyển nơi an nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Suy ngẫm như vậy, bèn sinh tâm hoan hỷ, tâm tịnh tín, tâm rộng lớn, tâm thư thái, tâm hớn hở, tâm vui mừng, tâm thắng diệu, tâm tịch tĩnh, tâm trang nghiêm, tâm không chấp, tâm vô ngại, tâm bình đẳng, tâm tự tại, tâm trụ pháp, tâm đến khắp cõi Phật, tâm thấy Phật trang nghiêm, tâm chẳng bỏ mười lực. Lúc đó thiện tài đồng tử nghĩ nhớ suy ngẫm lời dạy của thiện tri thức, nghĩ rằng thiện tri thức nhiếp thọ tôi, giáo hóa tôi, bảo hộ tôi, khiến cho tôi không còn thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi thiện tài đồng tử suy ngẫm như vậy, bèn sinh tâm hoan hỷ, tâm tịnh tín, tâm rộng lớn, tâm thư thái, tâm hớn hở, tâm vui mừng, tâm thắng diệu, tâm tịch tĩnh, tâm trang nghiêm, tâm không chấp, tâm vô ngại, tâm bình đẳng, tâm tự tại, tâm trụ pháp, tâm đến khắp cõi Phật, tâm thấy Phật trang nghiêm, tâm chẳng bỏ mười lực thần thông của Phật. Thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng nam, xuyên qua quốc gia, thôn xóm tụ lạc, đến thành Đa La Tràng, hỏi chỗ ở của vua Vô Yểm Túc. Mọi người đáp rằng,
Vị vua này đang ở tại cung điện ngồi tòa sư tử tuyên bố pháp hóa, điều ngự chúng sinh, kẻ đáng trị thì trị, kẻ đáng nhiếp thì nhiếp, phạt những kẻ tội ác, giải quyết sự tranh tụng của họ, thương người cô đơn yếu đuối, đều khiến cho họ dứt hẳn sát sinh, trộm cắp tà dâm, cũng khiến cho họ bỏ sự nói dối, nói hai lưỡi, chửi mắng thêu dệt, còn khiến cho họ xa lìa tham sân si tà kiến. Bấy giờ thiện tài đồng tử y theo lời nói của mọi người tìm đến chỗ ông vua Vô Yểm Túc. Thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng nam, xuyên qua quốc gia thôn xóm tụ lạc mới đến được thành Đa La Tràng, bèn đi hỏi chỗ ở của vua Vô Yểm Túc. Mọi người đáp rằng vị vua này đang ở tại cung điện ngồi trên tòa sư tử tuyên bố pháp hóa, điều ngự tất cả chúng sinh, kẻ đáng trị thì trị, kẻ đáng nhiếp thì nhiếp, trừng phạt những kẻ tội ác, phán quyết sự tranh tụng của họ, thương người dân cô đơn yếu đuối, đều khiến cho họ dứt hẳn sát sinh, trộm cắp tà dâm, cũng khiến cho họ bỏ sự nói dối, nói hai lưỡi, chửi mắng thêu dệt, còn khiến cho họ xa lìa tham sân si tà kiến. Lúc đó thiện tài đồng tử y theo lời nói của mọi người tìm đến chỗ ông vua Vô Yểm Túc. Đây là phó thác hạnh thứ bảy, hạnh vô trước không chấp, cũng là phương tiện ba la mật trong 10 độ. Vô trước là biểu thị phương tiện cần có, chẳng mê nơi không, chẳng chấp vào sự lý, chẳng bỏ chẳng thọ. Đa la nghĩa là minh tịnh, tràng nghĩa là kiến lập. Đây là biểu thị hạnh vô trước. Nương bát nhã tịnh minh kiến lập thắng hạnh. Vua tên là Vô Yểm Túc, biểu thị phương tiện như huyễn, gia hóa chúng sinh mà không chấp trước, cho nên tâm chẳng mỏi nhàm. Thấy ông vua đó ngồi trên tòa kim cang Na La Diên, chân tòa làm bằng A Tăng Kỳ châu báu, có vô lượng tượng báu dùng để trang nghiêm, dây vàng làm lưới răng che phía trên, mũ báu làm bằng châu Như Ý Mani để trang nghiêm đầu của vua, vàng diêm phủ đàn dùng làm hình bán nguyệt trang nghiêm trên trán, mani đế thanh dùng làm vòng tay đối nhau thòng xuống, mani vô giá dùng làm chuỗi đeo ở cổ, mani đẹp cõi trời dùng làm ấn xuyến đeo ở tay, vàng diêm phủ đàn dùng làm lọng, các báu xen nhau dùng làm vành cọng, đại lưu ly báu dùng làm cán, quang vị mani dùng làm rốn, đạp báu làm linh, luôn vang ra âm thanh vi diệu, phóng đại quang minh chiếu khắp 10 phương, lòng báu như vậy che phủ phía trên, vua Vô Yểm Túc có đại thế lực, hàng phục được chúng sinh khác không ai địch lại, dùng lụa ly cấu quấn trên đỉnh, có 10.000 đại thần vây quanh trước sau cùng nhau trị lý triều chánh. Khi thiện tài đồng tử thấy vua Vô Yểm Túc đó ở trong cung điện ngồi trên tòa kim cang Na La Diên, trên tòa kim cang làm bằng A Tăng Kỳ châu báu, có vô lượng tượng báu dùng để trang nghiêm, dây vàng làm lưới răng tre phía trên, mũ báu làm bằng châu Như Ý Mani để trang nghiêm đầu của vua, vàng diêm phủ đàn dùng làm hình bán nguyệt để trang nghiêm trên trán của vua, mani đế thanh dùng làm vòng tai đối nhau thòng xuống, mani vô giá dùng làm chuỗi đeo ở cổ, mani đẹp cõi trời dùng làm ấn xuyến đeo ở cánh tay, vàng diêm phủ đàn dùng làm lọng báu, các báu xen nhau dùng làm vành cọng, đạ lưu ly báu dùng làm cán, quang vị mani dùng làm rốn, tạp báu làm linh, luôn vang ra âm thanh vi diệu, phóng đại quang minh chiếu khắp 10 phương, lọng báu như vậy che phủ phía trên, vua Vô Yểm Túc có đại thế lực, hàng phục được chúng sinh khác không ai địch lại ông ta. Ông ta dùng lụa ly cấu quấn trên đỉnh đầu, có 10.000 đại thần vây quanh trước sau cùng nhau trị lý triều chánh. Ở trước mặt vua lại có 10 vạn binh dũng mãnh, hình tướng xấu ác, y phục xấu, tay cầm binh khí săn tay trợn mắt, ai nhìn thấy cũng đều kinh sợ. Vô lượng chúng sinh phạm pháp, hoặc trộm vật người khác, hoặc hại mạng người khác, hoặc xâm phạm vợ người, hoặc sinh tà kiến, hoặc khởi sân hận, hoặc san tham đố kỵ, làm đủ thứ nghiệp ác như vậy, thân bị trói buộc, dắt đến chỗ vua, tùy theo tội phạm mà trị tội, hoặc chặt tay chân, hoặc cắt tai mũi, hoặc móc mắt, hoặc chặt đầu, hoặc lột da, hoặc mổ thân, hoặc nấu chín, hoặc dùng lửa đốt, hoặc dắt lên núi cao xô xuống, có vô lượng khổ độc như vậy, phát ra tiếng kêu gào như trong địa ngục chúng hợp. Ở trước mặt vua Vô Yểm Túc lại có 10 vạn binh dũng mãnh, hình tướng của họ xấu ác, y phục cũ xấu, tay cầm binh khí san tay trợn mắt, ai nhìn thấy cũng đều kinh sợ. Trong nước đó có vô lượng chúng sinh phạm pháp, hoặc trộm vật người khác, hoặc giết hại mạng người, hoặc xâm phạm vợ người, hoặc sinh tà tri tà kiến, hoặc khởi sân hận, hoặc san tham đố kỵ, làm đủ thứ nghiệp ác như vậy, thân họ bị trói buộc dắt đến chỗ vua, tùy theo tội phạm của họ mà trị tội, hoặc chặt tay chân của họ, hoặc cắt tai mũi, hoặc móc mắt, hoặc chặt đầu, hoặc lột da, hoặc mổ thân, hoặc nấu chín, hoặc dùng lửa đốt,
hoặc dắt lên núi cao rồi xô họ xuống. Có vô lượng khổ độc như vậy, phát ra tiếng kêu gào như trong địa ngục chúng hợp. Thiện tài thấy rồi bèn nghĩ như vậy: ta vì lợi ích tất cả chúng sinh, cầu Bồ Tát hạnh tu Bồ Tát đạo, nay ông vua này diệt các pháp lành, làm tội nghiệp lớn bức não chúng sinh cho đến mất mạng, không sợ đọa vào đường ác sau này. Tại sao ta lại muốn cầu pháp ở đây, phát tâm đại bi cứu hộ chúng sinh? Thiện tài đồng tử thấy tình hình tàn nhẫn khủng khiếp như vậy rồi, bèn nghĩ như vậy: ta muốn lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên đến cầu Bồ Tát hạnh tu Bồ Tát đạo. Hiện nay ông vua vô yểm túc này hủy diệt tất cả các pháp lành, làm ra tội nghiệp rất lớn, bức bách não hại chúng sinh, cho đến lấy đi mạng sống của họ, cũng không sợ tương lai sẽ thọ quả báo, sẽ đọa vào đường ác sau này. Tại sao ta lại muốn cầu pháp ở đây, phát tâm đại bi cứu hộ tất cả chúng sinh? Cho nên có lúc thiện tài đồng tử cũng sinh tâm hoài nghi đối với thiện tri thức. Khi thiện tài nghĩ như vậy thì trong hư không có vị trời bảo rằng: thiện nam tử, người hãy nghĩ nhớ đến lời dạy của thiện tri thức trường giả Phổ Nhãn. Thiện tài ngước nhìn mà nói rằng: tôi luôn nghĩ nhớ, không dám quên. Vị trời đáp: thiện nam tử, người đừng có nhằm lìa lời dạy của thiện tri thức. Bậc thiện tri thức sẽ dẫn dắt ngươi đến nơi an ổn không hiểm nạn. Khi thiện tài vọng tưởng hoài nghi như vậy thì ở trong hư không có vị trời bảo rằng: thiện nam tử, người hãy nghĩ nhớ đến lời dạy của thiện tri thức trưởng giả Phổ Nhãn. Thiện tài đồng tử nghe rồi liền ngước nhìn mà nói rằng: tôi luôn luôn nghĩ nhớ lời dạy của trưởng giả Phổ Nhãn, chưa từng dám quên. Vị trời đáp: thiện nam tử, người đừng có nhàm chán mà lìa khỏi lời dạy của thiện tri thức đã nói. Bậc thiện tri thức sẽ dẫn dắt ngươi đến nơi an ổn không hiểm nạn. Thiện nam tử, Bồ Tát trí thiện xảo phương tiện không thể nghĩ bàn, trí nhiếp thọ chúng sinh không thể nghĩ bàn, trí hộ niệm chúng sinh không thể nghĩ bàn, trí thành thục chúng sinh không thể nghĩ bàn, trí thủ hộ chúng sinh không thể nghĩ bàn, trí độ thoát chúng sinh không thể nghĩ bàn, trí điều phục chúng sinh không thể nghĩ bàn. Vị trời lại nói tiếp: thiện nam tử, Bồ Tát trí huệ thiện xảo phương tiện không thể nghĩ bàn, người đừng có sinh tâm hoài nghi đối với thiện tri thức. Bồ Tát trí huệ nhiếp thọ chúng sinh không thể nghĩ bàn, Bồ Tát trí huệ hộ niệm chúng sinh không thể nghĩ bàn, Bồ Tát trí huệ thành thục chúng sinh không thể nghĩ bàn, quán cơ nói pháp theo bệnh cho thuốc, Bồ Tát trí huệ thủ hộ chúng sinh không thể nghĩ bàn, Bồ Tát trí huệ độ thoát chúng sinh không thể nghĩ bàn, Bồ Tát trí huệ điều phục tất cả chúng sinh căn cường không thể nghĩ bàn. Cho nên người đừng có sinh tâm hoài nghi, thiện tri thức chẳng vì mình mà nghĩ tưởng, những gì ngài làm đều vì giáo hóa chúng sinh. Trong quá trình tu đạo, thường gặp cảnh giới khác nhau, có khi nhận thức chẳng rõ ràng mà mất đi ý chí trước kia. Nên tôi thường nói, tất cả là khảo nghiệm, xem bạn làm thế nào, nếu trước mắt chẳng biết, phải luyện lại từ đầu. Đây là nói, chúng ta người tu đạo phải trải qua rất nhiều sự khảo nghiệm mới có thể có sự thành tựu mà chứng được trí huệ chân chánh. Như thiện tài đồng tử là người có trí huệ như vậy mà còn khởi tâm hoài nghi đối với thiện tri thức, huống gì là phàm phu chúng ta. Chân chánh nhận thức được sự giáo hóa của thiện tri thức thật không dễ dàng. Vì tập khí của chúng sinh, bạn nói với họ đạo lý chân thật, đa số họ không nhất định tiếp thọ. Nếu nói với họ những lời tà kiến thị phi không chánh đáng thì họ rất dễ dàng tiếp thọ. Do đó có thể thấy tu đạo chẳng phải là việc dễ dàng. Đa số cảnh giới của Bồ Tát đều không thể nghĩ bàn, nhưng cử chỉ hành động của phàm phu đều phải nghĩ tưởng đến nó, dùng tâm phân biệt để phân tích khảo lự. Trên thực tế, công năng phân biệt đó là thức thứ sáu đang tác quái, mà chẳng phải là trí huệ chân chánh. Nếu bạn dùng trí huệ chân chánh để phán đoán phân biệt sự tướng, thì có thể thấu hiểu tiền nhân hậu quả. Nếu dùng thần thức để phân biệt thì có khi sẽ phát sinh sai lầm. Bồ Tát có khi vận dụng nghịch hại, giết hại chúng sinh, ngược lại sinh ra vô lượng phước đắc được Bồ Đề vô thượng. Nhưng đó chỉ có Đại Bồ Tát mới làm được việc đó. Việc đó có hai loại. Một, thật hạnh là biết rõ người đó trước kia chắc chắn đã làm tội nghiệp vô gián, dùng phương tiện không khác biệt khiến cho họ lìa ác đó, thì có thể đoạn mạng khiến cho họ không làm. Lại biết người đó trước kia nếu bỏ mạng rồi chắc sẽ sinh vào đường lành. Hơn nữa, Bồ Tát tự nghĩ mình làm việc giết hại rồi tất sẽ đọa địa ngục, vì người đó thọ khổ, người đó tuy hiện thọ khổ ít, tất được quả vui. 2. Biến hóa, tức là trong kinh văn này nói vua vô yểm túc hiện ra cảnh huyễn, chẳng phải chân thật mà là tam muội như huyễn của Bồ Tát biến hóa ra đủ thứ cảnh giới, dùng để điều phục tất cả chúng sinh căn cường phạm tội. Bấy giờ thiện tài đồng tử nghe lời đó rồi, liền đi đến chỗ nhà vua đảnh lễ nhà vua bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề,
mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin hãy vì con mà nói. Lúc đó Thiện Tài đồng tử nghe lời đó rồi, liền lập tức đi đến chỗ vua Vô Yểm Túc đảnh lễ nhà vua rồi bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Con nghe trưởng giả Phổ Nhã giới thiệu, nói Đức Thánh ngài khéo dạy bảo, xin hãy vì con mà nói. Bấy giờ vua Vô Yểm Túc trị lý việc quốc gia rồi cầm tay Thiện Tài dẫn vào trong cung điện, bảo cùng ngồi rồi nói rằng: Thiện nam tử, ngươi hãy quán cung điện của ta ở. Thiện Tài theo lời bèn quan sát khắp, thấy cung điện đó rộng lớn không gì sánh bằng, đều dùng báu đẹp hòa hợp làm thành, tường bao quanh bằng 7 báu, trong 1000 thứ báu dùng làm lầu các, đủ thứ sự trang nghiêm, thảy đều tốt đẹp, lưới la mani báu không nghĩ bàn che phủ phía trên. 10 ước nữ hầu đoan tránh xinh đẹp, oai nghi đi đứng thảy đều khả ái, phàm làm việc gì đều rất khéo léo, lúc đứng lúc nằm đều nhẹ nhàng hầu hạ vừa ý của nhà vua. Lúc đó vua Vô Yểm Túc trị lý việc quốc gia rồi bèn cầm tay Thiện Tài đồng tử dẫn vào trong cung điện, bảo cùng ngồi rồi nói rằng: Thiện nam tử, người hãy quan sát cung điện của ta ở, có chỗ nào khác biệt chăng? Thiện Tài đồng tử theo lời nhà vua nói, bèn quan sát khắp, thấy cung điện đó rộng lớn không gì sánh bằng, thậm chí còn lớn hơn vạn Phật thành, đều dùng báu đẹp hòa hợp làm thành, vách tường cung điện bao quanh đều làm bằng 7 báu, vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, dùng 1000 thứ báu làm lầu các, đủ thứ sự trang nghiêm thảy đều tốt đẹp, lưới la mani báu không nghĩ bàn che phủ phía trên cung điện, lại có 10 ước nữ hầu đoan tránh xinh đẹp, oai nghi đi đứng thảy đều khả ái, ai thấy cũng đều hoan hỉ, phàm họ làm việc gì cũng đều rất khéo léo, lúc đứng lúc nằm đều ôn hòa nhẹ nhàng hầu hạ vừa ý của nhà vua. Bấy giờ vua Vô Yểm Túc bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam tử, ý ngươi thế nào? Nếu ta thật làm nghiệp ác như thế, sao lại được quả báo như vậy, sắc thân như vậy, quyến thuộc như vậy, giàu sang như vậy, tự tại như vậy? Lúc đó vua Vô Yểm Túc bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam tử, ý ngươi thế nào? Nếu ta thật làm những nghiệp ác như thế, sao lại được quả báo an vui như vậy, được sắc thân tốt đẹp như vậy, được quyến thuộc mỹ nữ như vậy, được giàu sang phú quý như vậy, được tự tại như vậy? Thiện nam tử, ta được giải thoát Bồ Tát Như Huyễn. Thiện nam tử, ngươi biết chăng, ta đã đắc được tam muội giải thoát Bồ Tát Như Huyễn, cho nên có thể du hí thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, hết thảy chúng sinh trong nước của ta đây, phần nhiều làm việc giết hại, trộm cắp cho đến tà kiến, dùng phương tiện khác không thể khiến cho họ xả bỏ nghiệp ác. Thiện nam tử, ta vì điều phục những chúng sinh đó mà hóa làm người ác, tạo các tội nghiệp, thọ đủ thứ khổ, khiến cho chúng sinh làm ác thấy những việc đó rồi, bèn sinh tâm sợ hãi, sinh tâm nhảm lìa, sinh tâm khiếp nhược, dứt trừ tất cả nghiệp ác của họ mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, hết thảy chúng sinh trong nước của ta đây, phần nhiều làm việc giết hại và trộm cắp cho đến tà kiến. Nếu ta dùng phương tiện khác mà không dùng hình phạt nghiêm minh, thì họ không sợ hãi, không thể khiến cho họ xả bỏ nghiệp ác. Thiện nam tử, ta vì điều phục những chúng sinh cao cường đó mà dùng thần thông biến hóa, làm người ác, tạo các tội nghiệp, thọ đủ thứ khổ. Ngươi biết không, những người làm ác mà ngươi thấy lúc trước đều là do ta hóa ra hỗ tương tạo nghiệp ác, chứ chẳng phải thật. Họ đều là một thứ biểu pháp trong tam muội giải thoát Như Huyễn. Ta khiến cho những chúng sinh làm ác thấy những hình phạt đó rồi, bèn sinh tâm sợ hãi, sửa lỗi làm mới, không còn làm ác nữa. Họ nhìn thấy tạo ác sẽ thọ quả báo, bèn sinh tâm nhảm lìa, sinh tâm thiếp nhược, không còn dám tạo nghiệp ác nữa. Do đó có câu: đừng làm các điều ác, hãy làm các việc lành. Thập ác cũng đổi thành thập thiện, dứt trừ tất cả nghiệp ác, không còn sát sinh, trộm cắp, nói dối, tà dâm, uống rượu mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, do ta dùng phương tiện khéo léo như vậy mà khiến cho các chúng sinh bỏ 10 nghiệp ác, trụ đạo thập thiện, rốt ráo an vui, rốt ráo an ổn, rốt ráo trụ nơi bậc nhất thiết trí. Thiện nam tử, do ta dùng phương tiện khéo léo như vậy, biến hóa ra người ác, tạo đủ thứ nghiệp, thọ đủ thứ khổ, mà khiến cho tất cả các chúng sinh bỏ 10 nghiệp ác, trụ đạo thập thiện, được rốt ráo an vui, rốt ráo an ổn, rốt ráo trụ nơi bậc nhất thiết trí. Thiện nam tử, thân miệng ý của ta chưa từng não hại một chúng sinh nào. Thiện nam tử, như tâm của ta, thà vị lai thọ khổ vô gián, chọn không phát sinh một ý niệm làm khổ con trùng, con kiến, hà huống là con người, vì con người là ruộng phước hay sinh ra tất cả các pháp lành. Thiện nam tử, thân miệng ý ba nghiệp của ta chưa từng não hại một chúng sinh nào.
thiện nam tử như tâm của ta, ta vị lai, ta thọ khổ vô gián địa ngục, chứng chọn không phát sinh một ý niệm hại người, cho đến làm khổ con trùng, con kiến, hà huống là con người, vì con người là ruộng phước hay sinh ra tất cả các pháp lành. Thiện nam tử, ta chỉ được giải thoát như huyễn này, như các đại Bồ Tát được vô sinh nhẫn, biết các cõi thảy đều như huyễn, các hạnh Bồ Tát thảy đều như hóa, tất cả thế gian thảy đều như ảnh, tất cả các pháp thảy đều như mộng, vào tướng chân thật, pháp môn vô hại, tu hành tất cả các hạnh như lưới la của trời đế thích, dùng trí vô ngại tu hành nơi cảnh giới, vào khắp tất cả tam muội bình đẳng, nơi Đà La Ni đã được tự tại, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ được pháp môn giải thoát như huyễn này, như các đại Bồ Tát đắc được vô sinh pháp nhẫn, do đó không thấy có chút pháp sinh, không thấy có chút pháp diệt. Các ngài biết, tam giới 25 cõi, bốn đường ác thảy đều như huyễn như hóa, mà các hạnh Bồ Tát tu hành cũng đều như huyễn như hóa. Bạn đừng sinh tâm chấp trước, cho rằng đó là Bồ Tát đạo, tất cả sự việc thế gian thảy đều như ảnh, chẳng có thật thể. Có những người biết rõ tất cả thế gian đều như ảnh, tuy học Phật Pháp nhiều năm, nhưng vẫn buông bỏ chẳng đặng, vô minh vẫn rất nặng. Tất cả các pháp thảy đều như mộng, đừng sinh ra pháp chấp. Các ngài nhập vào tướng chân thật, pháp môn vô ngại, tu hành lục độ vạn hạnh. Có tất cả các hạnh như lưới la của trời đế thích, các ngài dùng trí huệ vô ngại, tu hành nơi cảnh giới, do đó đối cảnh vô tâm mà chẳng sinh mọi sự chấp trước. Các ngài vào khắp tất cả tam muội bình đẳng, nơi Đà La Ni đã được tự tại, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Bây giờ ta sẽ giới thiệu cho người vị thiện trí thức khác, vì đó sẽ vì ngươi giải thích đạo lý nhiều hơn. Thiện nam tử, ở hướng nam này có thành tên là Diệu Quang, vua tên là Đại Quang. Người hãy đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bây giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vua Vô Yểm Túc, nhũ quanh vô lượng vòng rồi từ tạ mà đi. Thiện nam tử đi về hướng nam này có thành tên là Diệu Quang, trong thành đó có vị vua tên là Đại Quang. Người hãy đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Ông ta sẽ vì người mà giải nói, khiến cho ngươi minh bạch thêm. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ vua Vô Yểm Túc, sau đó đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi từ tạ mà đi về hướng nam, đi tìm một vị thiện tri thức khác. Kinh Hoàng Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 18, vua Đại Quang, phó thác thứ 8, hạnh nan đắc.